Còn bây giờ sẽ là các hoạt động văn hóa giải trí trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vắng bóng, nữ ca sĩ Huyền Trang đã chính thức quay trở lại với dự án âm nhạc đặc biệt được mang tên Về Miền Ký Ức. Với sự đầu tư chỉnh chu, nữ ca sĩ một lần nữa cho thấy tâm quyết của mình với dòng nhạc sở trường này. Dự án âm nhạc Về Miền Ký Ức gồm 4 MV: Thanh Hóa Oai Hùng, Trăng Non Lỗi Hẹn, Quê Hương Nhớ Thương và Nghe Câu Ví Dặm Người Thương. Chung ca khúc này là sự kết hợp đặc biệt giữa Huyền Trang và tác giả Lê Xuân Bắc. Mỗi MV là một câu chuyện đã được Huyền Trang và tác giả truyền tải một cách khéo léo, góp phần giúp khán giả tăng thêm tình yêu quê hương, luôn trân trọng nơi mình sinh ra và luôn muốn tìm về. Có những ca khúc mang âm hưởng về xứ Nghệ, cũng như là có ca khúc mang âm hưởng về vùng Bắc, vùng miền Bắc nói chung. Và những cái ca khúc này gần như đều mang âm hưởng dân gian hết. Và đó cũng là một cái thế mạnh, sức mạnh của anh Lê Xuân Bắc. Đó là những cái gì thật nhất, tình nhất và đời nhất của anh Lê Xuân Bắc đã trải qua. Và Huyền Trang đồng cảm với những điều đó. Chính vì thế nên là đã cho ra mắt những cái MV này và những cái ca khúc này đã đến với khán giả. Và Huyền Trang mong muốn là qua cái dự án này một lần nữa khẳng định cái việc hình ảnh của Huyền Trang đối với cả dòng nhạc dân ca, mà một con đường mà Huyền Trang đã đi và đang đi và sẽ mãi đi. Thì trong cái bài hát thì nó cũng có những miền quê trong tôi, để những cái nói về những ký ức của cuộc đời mình. Ai cũng có một cái tuổi thơ, ai cũng có một cái vùng quê, ai cũng có nơi sinh ra lớn lên, thì có những ký ức và tất cả cái nó thể hiện trong cái tâm trí của mình, trong cái ý tưởng của mình. Và cái đấy thì thể hiện được những cái tâm tư tình cảm mình qua những lời bài hát, qua những giai điệu, qua những nốt nhạc. Có thể thấy sự kết hợp của hai con người sinh ra từ giải đất miền Trung nắng gió với sự đồng điệu cho âm nhạc đã mang tới những sản phẩm âm nhạc đa dạng chất lượng từ phần nghe đến phần nhìn. Xuất hiện ngôi nhà.